nói cho một chảo. Mình xin chào cả nhà nha. Hồi nãy mình có đi ra ngoài vườn đó cả nhà, mình nhổ được một bịch nấm mối. Trời mưa quá mình không có điện thoại mình quay được. Giác này mình vô đây nè, mình gọt nấm mối mình rửa cả nhà. Hồi nãy mình nhổ cho một bịch luôn. Bịch này cũng cá ký á cả nhà. Nấm mối ngon lắm. Chắc này mình ngồi mình gọt mấy cái gốc của nó dơ dơ á, mình gọt cho nó sạch, mình ngâm nước muối đó, đặng hồi mình xào ăn. Đó cả nhà, đây nè, nhổ cái một bịch luôn, nó mối cộng dài dài không á cả nhà. Quá trời nó mối luôn. Đó, chắc này mình gọt được mấy miếng này nè, mình ngâm nước muối, mình rửa nước muối đó cả nhà. Rửa lại. Rồi, chắc này mình ngồi mình gọt. Hồi nãy mưa quá trời mưa luôn đó cả nhà. Gọt xong rồi ngồi mình xào. Đi nãy mình đi đặt bẫy chuột á, rồi thấy nó mọc nhổ. Nấm này ngon ngon không à. Lúc này cuối mùa rồi mà mới thấy nấm mối à. Mấy chỗ khác thì mình thấy mình học lâu lắm rồi, ta hái lúc trước thấy hái cũng lâu lắm rồi mà mình vòng vòng cái khu này nó mới có mọc à. Thằng của người ta hết mùa mà ở đây mới mọc á cả nhà. Nấm mối đã. Nãy mình đi trời mưa thôi, quá trời luôn mà mình không có quay được cho cả nhà xem cái lúc mà mình đang hái. Lúc này mưa thôi, quá trời mưa luôn á cả nhà. Mưa ngày mưa đêm. Nấm bự bự không à. Lát rồi mình xào ăn cơm. Cái này mình hỏi cần xào với gì cái nhà, mình xào không ăn cũng ngon nữa. Nấm mối này đã nó ngon sẵn rồi.
này cũng biết bao lâu rồi đó cả nhà, mình mới gặp được nấm mối. Thì cái này một năm nó có một lần không à, mà bây giờ là cũng tháng 9, tháng 10 rồi mình mới thấy được cái nấm mối à, thấy cũng lâu rồi đó. Rồi lúc trước á, vòng vòng cái khu vực của mình ở đây á, là nó mọc mỗi năm luôn. Rồi bây giờ á, vòng vòng mấy khu vực này á, người ta xịt thuốc cỏ nhiều quá cả nhà, rồi nấm mối nó không có mọc được, là nó nghỉ mọc luôn á. Chỗ nào mà ta xịt thuốc cỏ thường đó là không thấy nó mọc. Nấm mối mình gọt, mình cũng ngâm muối, mình rửa cũng sạch hết trơn rồi đó cả nhà. Rồi giấc này mình chuẩn bị mình xào đó. Nhiều đây cũng cả ký nấm mối đó cả nhà. Mối cho một chảo đổ nước vô nha cả nhà.
coi, mình mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Cái này cũng 6 giờ mấy rồi cả nhà ơi, tối thui rồi. Đâu? Hai con mà mắc hết một con rồi cái nhà, mắc hết con chó vàng rồi, mới mắc hình hôm. Đi đâu cũng đi theo nha, giờ đi có mình lên á.
Rồi dắt này mình cũng xin tạm dừng clip với luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà video của mình tiếp theo nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.